chào quý khán thính giả của Sài Gòn Television 55.3. Đức Phạm và Hùng Võ, đoàn làm phim của Sài Gòn TV 55.3 đang đứng trước ngôi thánh đường các thánh tử đạo Việt Nam, thành phố Arlington, Texas, ở trên góc đường East Mayfield và Collins. Ngày hôm nay cũng là kỷ niệm 3 năm ngôi thánh đường đã được thánh hiến bởi Đức Giám mục Kevin Van, Giám mục Giáo phận Fawcett. Ngay cổng vào chúng tôi nhận thấy có hai tượng, tượng thánh Phaolô và bên trái chúng tôi là tượng thánh Phêrô, là hai vị thánh nòng cốt của Giáo hội Công giáo La Mã. Phía sau chúng tôi là tượng Đức Mẹ La Vang đang ôm Chúa Con để che chở cho những người dân tộc Việt đã đi lánh nạn bắt đạo trong thời Văn Thân. Không khí hôm nay lành lạnh, mùa Noel đã về đến. Hiện nay ngôi thánh đường nguy nga với tháp chuông cao trên nhà thờ. Nếu đi từ xa lộ I-20, chúng ta đi về hướng bắc của đường Collins thì sẽ thấy tháp chuông. Thánh đường. Ngay tại cửa chính chúng ta thấy có bốn thánh sử. Hình ảnh quý vị thấy đó là bốn thánh viết sử của Giáo hội Công giáo: Thánh Gioan, Thánh Marco, Thánh Luca và Thánh Matthew. Đức Giám mục Kevin Van đã đến thánh hiến ngôi thánh đường này 3 năm về trước. Dưới sự lãnh đạo của cha chính xứ Nguyễn Đức Thuần, ngôi thánh đường dân kính các thánh tử đạo Việt Nam tại thành phố Arlington đã hoàn thành. Bước vào tiền đường nhà Chúa, khách gặp được 12 vị thánh quan thầy của 12 khu trong giáo xứ, gồm 3 vị tử đạo Việt Nam. Qua một lần cửa là đặt chân vào thánh đường, nhìn lên bàn thờ, nhờ lầu chuyền phát sáng 8 cạnh từ trên cao, tỏa ánh sáng ban ngày xuống cung thánh cho ta thấy rõ màu nhiệm vượt qua. Tượng Chúa Tử Giá nổi bật lên giữa khung kính màu óng ánh, Chúa vinh quang phục sinh. Tiến gần hơn, con mắt khách chói lên vì bàn thờ trắng tuyền một khối cẩm thạch chạm trổ tinh vi, bữa tiệc Chúa lập bí tích thánh thể. Bên cạnh là giảng đài và giếng rửa tội, cũng được làm bằng cẩm thạch trắng từ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Dừng bước trước cung thánh, khách nhìn xuống cuối nhà thờ sẽ thấy một cảnh Đức Mẹ La Vang bên gốc cây đa trong rừng Trường Sơn Gốc Ngàn, mây trắng che phủ, nằm ven bờ biển Đông dạt dào sóng vỗ. Mẹ đang âu yếm, an ủi các tín đồ hữu Việt Nam muộn phiền thương đau vì bị thế lực chống đối thù ghét bách hại. Đảo mắt một vòng quanh trên lòng tường nhà thờ, khách thấy ảnh 20 mầu nhiệm mân côi hiện ra các ô kính màu, vừa khiến các tín hữu tăng thêm lòng sốt sắng khi lần hạt, vừa làm tăng vẻ lộng lẫy linh thiêng nơi giáo đường trang nghiêm tôn kính. Qua luồng ghế cánh phía nam, trên cửa ra vào là bức họa Đức Mẹ Trung Gian đang can thiệp xin Chúa cứu đôi tân hôn khỏi mất mặt vì hết rượu nửa chừng tiệc cưới. Đám cưới trong Tin Mừng John được quyện vào văn hóa Việt Nam nên chúng ta cảm thấy như đang xảy ra nơi quê cha đất tổ. Trên cửa ra vào hướng bắc đối diện có một cảnh sinh hoạt thánh gia dưới mái tranh nghèo, với dàn bí sai quả, với khóm chuối nặng buồn chịu trái nghiêng nghiêng trên lu nước uống với gáo dừa ốp sẵn. Cảnh thôn già ấy cho ta thấy gần gũi, mến yêu Đức Mẹ như một bà hàng xóm thân quen hàng ngày. Còn rất nhiều điều chúng tôi muốn mô tả về ngôi thánh đường này, nhưng xin được nói qua về vật liệu xây dựng. Tất cả đá hoa cương, đá cẩm thạch, lát nền, ốp tường trong, ngoài, ốp cột,
và làm các bàn thờ, tạc các thánh tượng bên ngoài nhà thờ đều được đặt mua từ Việt Nam. Các tượng trong nhà thờ đều được thợ giỏi, tay nghề lão luyện từ quê nhà điêu khắc bằng loại gỗ già quý hiếm trong rừng núi Việt Nam. Cũng vậy, tất cả các ghế cho tín hữu tham dự phụng vụ đều làm bằng loại gỗ tốt nhất từ rừng già cao nguyên đất đỏ. Phần nhà thờ chính có 1.400 chỗ ngồi, bên nhà nguyện 400 chỗ và phía dành cho người có con nhỏ là 200 chỗ. Tuy chỉ làm 3, nhưng ngăn cách nhau bằng tường kính nên vào các dịp lễ trọng, nhà thờ có thể thoải mái đón nhận khoảng 2.000 người tham dự phụng vụ, không kể những chỗ bỏ trống. Bước vào văn phòng của Giáo sư Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hiện tại nơi đây các quý vị trong văn phòng đang làm việc và chúng tôi đã có hẹn được gặp ông Trần Quốc Luật, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo sư Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin chào anh Luật. Dạ thưa đài truyền hình 55.3 Sài Gòn Television hôm nay đến làm một phóng sự và xin anh Luật tự giới thiệu về mình cũng như những chức vụ trong giáo sứ ạ. Dạ, tôi là Trần Quốc Luật, là trưởng hội đồng mục vụ của hội đồng giáo sứ. Xin thưa quý thính giả, trước mặt quý vị là ông Trần Quốc Luật, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ của Giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong phóng sự này, xin ông cho biết là về sơ qua về lịch sử của Giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thì khoảng năm 77-78 là cộng đoàn đã được thành lập ngay từ thời đó. Vâng, và đến năm 1998, vâng, thì được giáo phận chính thức nâng lên hàng giáo sứ, thành lập giáo sứ. Dạ. Xin ông cho biết thêm sự phát triển của Giáo sứ Các Thánh Tử Đạo. Từ cộng đoàn giáo sứ khi mà còn cộng đoàn là giáo sứ ở bên sinh hoạt bên giáo sứ San Mateo, dạ vâng, thì lúc đó cộng đoàn cũng còn nhỏ, khoảng chừng 450 gia đình. Vâng, vâng, sau đó cộng đoàn càng ngày càng lớn, thì Đức Giám Mục cho phép thành lập giáo sứ và ra riêng tạo mãi cho mình một cái khu đang sinh hoạt ở đây. Thì cuối năm 98 thì Điện Phận cho phép mua miếng đất ở đây, tức là khu chợ Phúc Lion đó. Và sau đó sửa chữa năm 99, sửa chữa tới tháng 6 năm 2000 thì lúc đó là chúng ta có nhà thờ Các Thánh Tử Đạo ở trong cái nhà chợ Phúc Lion. Lúc đó gọi là trung tâm sinh hoạt. Trung tâm sinh hoạt. Vừa là chỗ thờ phượng, vừa là chỗ có các lớp học để dạy dỗ các em Việt ngữ cũng như là chương trình giáo lý. Thưa ông Chủ tịch, như vậy thì nhà thờ hiện tại mà chúng ta đang đứng ở trong đây đó thì đã được xây dựng như thế nào? Vâng, thì giáo sứ càng ngày càng phát triển cho tới 2009 thì lúc đó giáo sứ lên chương trình xây cất tân thánh đường. Vâng, thì mất đến tháng 12 năm 2011. Thì như vậy là 3 năm trước. Dạ vâng, thì chương trình xây cất thánh đường là theo chương trình là giáo sứ lên chương trình là 5 năm. Vâng. Gây quỹ và thời gian để xây cất là chương trình 5 năm. Dạ vâng. Thưa như vậy, ông cho biết thêm rằng cái chi phí xây cất nhà thờ này có nhiều không ạ? Dạ vâng, thì theo cái số dự định ban đầu là 6.8 triệu. Vâng, thì nhà thầu ban kiến thiết họ đưa ra con số 6.8 triệu sau khi tham khảo giá cả của một số các công ty xây cất. Vâng, và thì tất cả những giá cả thì đều do địa phận giúp đỡ để đưa ra đấu thầu. Vâng, thì địa phận lựa nhà thầu biết thấp nhất là khoảng đâu 4 triệu mấy đó. Tuy nhiên là con số 6.8 triệu là chúng ta những vật liệu xây cất là thường thôi. Sau khi biết được con số thấp, chúng ta nâng cấp lên tất cả những vật liệu trong giáo sư trong đường đều được nâng cấp lên thành granite, cũng như anh thấy đó, từ sàn cho tới tường và trong ngoài đều là granite. Hay quá. Vâng, rồi tất cả những kiếm màu đều là vì được chúng ta được biết cái giá thấp đó. Vâng. Chúng ta đã upgrade lên và con số cuối cùng sau khi xây cất xong thì cũng khoảng chừng 6.8 triệu. Vâng.
thì cũng tạ ơn Chúa thì vào tháng 9 vừa qua, giáo xứ đã hoàn tất tất cả mọi nợ nần đã trang trải cho nhà thờ này. Wow, thưa quý khán thính giả của Sài Gòn Television 55.3, tôi vừa nghe ông Chủ tịch Luật nói là tất cả những chi phí và những nợ nần của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được pay off. Thì ngày hôm nay, ngôi thánh đường này là một trong những ngôi thánh đường lớn, không những của giáo phận Forward mà còn là của các nhà thờ Công giáo của Texas nữa. Xin chia vui với ông Chủ tịch và toàn thể giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Mùa Giáng sinh đang tới, thay mặt cho Sài Gòn Television 55.3, chúng tôi xin gửi đến ông Chủ tịch, quý cha, quý thầy, quý chức, quý đoàn thể và toàn thể giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Việt Nam một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn lành của Hồng Ân Thiên Chúa. Xin cảm ơn ông Chủ tịch. Dạ, xin nhiệt. Cảm ơn anh và Sài Gòn Television. Thank you.